Ngoài cảnh lưới nữa đó. Đó, được, học cái lưới này đấy, nó đưa được 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 em để cái anh vô này đó. Ở sau này tiên cá đã thoát ra khỏi đăng rồi các bạn. Chàng tiên cá lên đường giải cứu động vật tiếp. Thưa các bạn, chàng tiên cá cần mọc chân lên bờ đi tìm con chó. Chàng tiên cá phải biến hình thành con người đây. Có cái cây đó. Các bạn coi trong phim thấy mỗi lần tiên cá biến hình mà sao tự nhiên lên quần áo có sẵn luôn đúng không? Không phải vậy nha, tiên cá biến hình ra là sexy luôn nha mọi người. Nên phải chuẩn bị cái quần để mặc vô à. Con chó kìa. Happy! 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 À, quay vô đó cũng được. Happy! Over here! Dạ, em chơi rồi. Đi chơi về. Happy. Happy. Đây nè.
lại nữa. Này nhát quá. Bơi mệt, bắt con chó này mệt luôn. Đây mở dây cho mày. Đây bắt con cá đối bỏ vô. Chết luôn. Xuống nước giải cứu cá. Lên rừng giải cứu thú rồi đấy chưa? Chưa. Làm tiên cá là phải có chân lên bờ mới được. Bơi lên bờ nè con.